Đây là một con rồng phun lửa, nó đang đánh nhau với Pikachu. Con Pikachu này vì mất trí nhớ nên quên cách phóng ra tia điện 100.000V của mình. Pikachu vác một con cá chép, chọc tức nó để nó biến thành rồng. Trên người cá chép bỗng phát ra ánh sáng chói mắt, lập tức biến thành một rồng nước, sau đó phun nước đẩy toàn bộ bọn họ ra ngoài. Đây là một thế giới thần kỳ, Pokemon và con người chung sống hòa bình với nhau, ai cũng có một con Pokemon bên cạnh, nhưng Tim lại chẳng có. Bố cậu là một thám tử, sau khi mẹ cậu qua đời, Harry đã bỏ cậu lại cho bà ngoại chăm sóc. Một ngày nọ, bạn của Tim đưa cậu ra ngoài bắt Pokemon. Vận may hôm nay của cậu không được tốt lắm, gặp một con Cubone này đầu đội hộp sọ của đồng loại, tay cầm một khúc xương. Tim ném quả cầu để thu nạp nó, nhưng nó không chọn Tim, ngược lại quăng khúc xương tấn công Tim, đây vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất. Trên đường về nhà, Tim nhận được điện thoại biết được tin bố cậu đã qua đời vì tai nạn. Thế là Tim bắt xe đến thành phố Rime nơi bố cậu ở. Trên xe cậu còn gặp con Beroringa đáng yêu. Xem ra Tim vẫn được các Pokemon quý mến. Ở những vùng khác, Pokemon đều là động vật hoang dã. Nhưng ở thành phố Rime, nơi đây là thiên đường của con người và Pokemon. Ở đây, không có Pokemon đánh nhau, không có nhà huấn luyện, cũng không có bóng thu nạp. Mọi người sinh sống và làm việc trong hòa bình. Người đàn ông tên Howard này mắc một căn bệnh hiếm gặp. Trong quá trình hợp tác với Pokemon, ông ấy đã tìm được cách chữa trị. Từ đó Howard đã xây dựng thành phố Rime. Tim đến đồn cảnh sát gặp thám tử Yoshida. Ông Yoshida cũng rất thương tiếc về cái chết của bố Tim. Hy vọng Tim có thể kế thừa sự nghiệp của bố trở thành thám tử. Nhưng Tim không thấy hứng thú với chuyện này. Cậu lấy được chìa khóa chung cư của bố, muốn thu dọn đồ đạc. Tim đến chung cư của bố phát hiện một con Spider. Chủ nhân của nó là một cô phóng viên thực tập xinh đẹp Lucy. Cô đang theo dõi và điều tra vụ án của ông Harry. Lucy cho rằng vụ án này không phải sự cố mà là một âm mưu. Sau khi Tim đi vào chung cư của bố thì phát hiện một cái lọ nhỏ kỳ lạ. Dưới lòng tò mò thôi thúc, Tim đã mở nó ra, cái lọ lập tức phun ra lượng lớn khí màu tím. Tim mở cửa sổ để khí tím bay đi, không ngờ đám iPom ở bên ngoài ngửi thấy khí tím lập tức trở nên điên cuồng. Khi Tim quay về phòng thì phát hiện một con Pikachu đáng yêu, đây là Pokemon của bố cậu. Kỳ lạ là giữa hai người có thể nghe hiểu tiếng nhau, khiến cho Tim và Pikachu đều rất kinh ngạc. Lúc này, một con iPom nổi điên xông vào tấn công bọn họ. Pikachu ném một quả táo mới giải vây được cho Tim, không ngờ iPom xông vào càng lúc càng nhiều. Lần này chọc phải tổ khỉ rồi, bọn họ sợ hãi chỉ đành bỏ chạy thoát thân. Đàn iPom đuổi theo không ngớt, Tim bị chúng tóm lấy quần áo, thế là phải cởi hết ra để bỏ chạy. Cậu chui xuống đường ống rác mới thoát khỏi nguy hiểm. Pikachu từng là cộng sự của Harry, sau khi gặp tai nạn, nó đã mất đi ký ức, nhưng nó tin rằng bố Tim vẫn còn sống, chỉ cần điều tra được vụ tai nạn ắt sẽ tìm được Harry. Dưới sự nài nỉ của Pikachu, Tim đã đồng ý đi điều tra. Pikachu và Tim quay về chung cư của Harry. Cuối cùng khoanh vùng đối tượng điều tra, trên cái lọ khí màu tím đã khiến đám iPom phát điên. Tim tình cờ thấy một tờ báo, khiến cậu nhớ đến phóng viên Lucy từng gặp trước đó, có lẽ tìm được chút manh mối từ cô ấy. Quả nhiên ở chỗ Lucy cũng có những cái lọ màu tím giống như vậy. Nghe nói Harry có người cung cấp manh mối ở bến tàu, cô từng đến đó điều tra thì phát hiện cái lọ nhỏ này. Tim và Pikachu đến bến tàu, nhìn thấy một con mam, nó chính là người cung cấp manh mối. Con mam này rất thú vị, nó giống như một nhà ảo thuật tài ba, tự biên tự diễn đủ trò. Muốn moi thông tin từ nó thì phải đi vào thế giới của nó trước. Tim không hổ danh là con trai của thám tử, phát huy trí tưởng tượng tạt xăng lên người mam, nếu không khai ra sẽ thiêu cháy nó, chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Khi biết được cái lọ tím đến từ một tòa nhà hình tròn, thế là bọn họ đến sàn đấu Pokemon chui. Trước kia Pikachu và Harry từng đến sàn đấu này để điều tra, người phụ trách ở đây lập tức nhận ra Pikachu, hắn bắt Pikachu phải đấu một trận với con Charizard của mình, nếu Pikachu thắng, hắn sẽ nói ra những chuyện mình biết. Sau khi Charizard hít khí tím liền trở nên điên cuồng, còn Pikachu lại quên hết mọi kỹ năng, bị Charizard tẩn cho tơi tả, Tim thấy chuyện chẳng lành liền xông vào giúp đỡ. Trong lúc hỗn loạn, lọ khí tím trong người tên quản lý vỡ ra, lượng lớn khí tím lan ra ngoài. Toàn bộ Pokemon nổi điên, sàn đấu trở nên mất khống chế. Dưới sự ép hỏi của Tim, tên quản lý nói rằng lọ khí tím là do một tên tiến sĩ chế tạo ra. Tim đến đồn cảnh sát nói với thám tử Yoshida rằng bố mình có lẽ còn sống. Thám tử Yoshida lại không tin, còn cho Tim xem video hôm bố cậu gặp tai nạn, và còn nói với cậu rằng không ai có thể sống sót trong vụ tai nạn đó. Tim ra khỏi đồn cảnh sát, lúc này cậu và Pikachu được Howard mời đến văn phòng. Ông ta nói với Tim rằng lọ khí tím là do con trai Roger của ông ta tạo ra, vì Roger rất hận Pokemon, muốn hủy hoại mọi thứ ông ta gây dựng nên. Howard dùng hình ảnh ba Triều Tiên tiến dựng lại hiện trường tai nạn cho Tim xem, thì ra lúc đó Mewtwo đã xóa ký ức của Pikachu và đưa Harry đi. Nhưng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì phải tìm được Mewtwo. Thế là Tim rủ thêm cô phóng viên Lucy, cùng với Pikachu, Psyduck đến phòng thí nghiệm bí mật, ở đây nhốt rất nhiều Pokemon để làm thí nghiệm. Khi đến trung tâm phòng thí nghiệm, ở đây trở nên hỗn độn, có vẻ xảy ra sự việc gì đó rất nghiêm trọng. Lúc này Roger điều khiển phòng thí nghiệm từ xa, thả con Greninja đã được cải tạo ra ngoài. Ở bên này, Tim mở hình ảnh ba chiều của phòng thí nghiệm, tái hiện lại cảnh tượng trước kia. Bọn họ dùng DNA của Mewtwo để chế tạo ra loại huyết thanh có thể khiến Pokemon phát điên, đồng thời nghiên cứu thành công liên kết thần kinh có thể khống chế Pokemon. Thì ra Harry có ý định giải cứu Mewtwo, ông cho Pikachu phá hoại hệ thống điện, khoang giam giữ xảy ra sự cố và thế là Mewtwo đã thoát ra ngoài. Khi bọn họ quay lại, phát hiện Lucy bị Greninja bắt.
Tim kéo cảnh báo hỏa hoạn xuống cứu được Lucy, bọn họ mau chóng bỏ chạy. Gren Ninja đuổi theo sát phía sau, còn Spider không chịu nổi áp lực nên đã phát sóng âm, cứu được Tim và Lucy. Bỗng nhiên mặt đất lung lay, ngọn núi bị nứt ra làm hai, nhưng đây không phải động đất, nơi bọn họ đang đứng không phải hòn đảo mà là trên mai của một con Torterra. Pikachu không may bị đá đập trúng, nó bị thương nặng, những người khác cũng rơi xuống nước. Sau khi lên bờ, Pikachu vô cùng yếu ớt, lúc này xuất hiện một đàn Bulbasaur, Tim đi theo chỉ dẫn của Bulbasaur, vượt qua con suối tìm được Mewtwo. Không hổ là Pokemon mạnh nhất, nó chỉ cần vươn tay đã giúp Pikachu hồi phục lại. Sau đó Mewtwo nói Pikachu làm tốt lắm, đưa được con trai Harry tới đây. Tim hỏi tung tích của bố mình, lúc này tai nạn bất ngờ ập đến, Mewtwo bị Roger khống chế bắt đi. Pikachu cảm thấy mình đã phản bội Harry, lại khiến Tim gặp nguy hiểm, nó cảm thấy rất có lỗi, nó bỏ đi một mình, trong vô giác đi đến hiện trường xảy ra tai nạn vào đêm hôm đó. Ở bên đường, nó phát hiện phi tiêu của Greninja, lúc này nó mới thức tỉnh. Thì ra lúc đó Mewtwo muốn cứu Harry và Pikachu, người muốn giết Harry chính là Howard. Tim đến văn phòng của Howard, muốn nói chuyện Roger đã bắt Mewtwo đi. Không ngờ Howard lợi dụng liên kết thần kinh, cấy ý thức của mình vào trong người Mewtwo, sau đó mượn sức mạnh của Mewtwo để chuyển ý thức của loài người vào trong Pokemon, nhưng với điều kiện là cho Pokemon hít phải khí tím để trở nên điên cuồng. Nếu Howard thành công, ông ta có thể khống chế toàn bộ loài người. Lúc này những quả khinh khí cầu trên không trung phóng ra lượng lớn khí tím, toàn bộ Pokemon trở nên phát điên, bắt đầu tấn công con người. Howard dùng năng lực của Mewtwo chuyển ý thức của con người vào trong Pokemon. Đường phố trở nên hỗn loạn, vào lúc cấp bách, Pikachu đã có mặt, cuối cùng nó cũng lấy lại năng lực phóng điện của mình, dùng đuôi phóng ra nguồn điện 100.000V. Nhưng nó vẫn không phải đối thủ của Mewtwo, Pikachu bị đánh cho gục xuống đất. Lúc này, Tim phát hiện Roger bị trói ở trong tủ. Roger lúc trước cậu gặp là do con Pokemon Ditto đóng giả, nó có thể bắt chước bất cứ ai, Tim không phải đối thủ của nó. Tim bị đánh cho rơi ra bên ngoài, vào lúc sắp rơi xuống dưới, Roger đã đánh bay con Cubone do Ditto giả mạo, cứu được Tim. Không ngờ Ditto lại biến thành chim bay trở lại. Vào lúc nguy hiểm, Tim rút ống khí tím phun vào người Ditto, thế là giải quyết được nó. Pikachu phóng ra nguồn điện lần nữa, đánh cho Mewtwo văng vào tòa nhà, nhưng với mức độ tấn công này không thể hạ gục Mewtwo được, quả nhiên Mewtwo lại bay ra tóm được Pikachu. Vào lúc nguy cấp, Tim nhân cơ hội rút được liên kết thần kinh, Mewtwo trở lại bình thường, ra tay cứu lấy Pikachu. Sau đó Mewtwo sử dụng năng lực của mình để biến thành phố trở lại bình thường. Lúc này Tim hỏi về tung tích của bố mình, Mewtwo lại nói bố cậu luôn ở bên cạnh. Thì ra tối hôm đó, Mewtwo đã chuyển ý thức của Harry vào cơ thể Pikachu và đưa thi thể đi để bảo vệ ông. Và thế là, Harry ở trong cơ thể của Pikachu đã bị xóa ký ức, nhưng ông đã làm theo tiếng lòng mình, tìm được con trai. Hai cha con hợp sức, cuối cùng giải cứu thế giới khỏi cái ác. Tim đến bến tàu, lúc này Harry đưa vé tàu cho cậu. Ông muốn con trai ở lại nhưng không biết mở lời thế nào. Lúc này Tim nói muốn ở cùng bố, Harry vui mừng nở nụ cười. Ông vô cùng hạnh phúc. Lời yêu con khó nói ra thành lời nhưng vô cùng dạt dào. Đây có lẽ là cách yêu thương con của những ông bố. Bộ phim đến đây cũng kết thúc. Bộ phim này có tên là Pokemon, Thám tử Pikachu. Câu hỏi của bộ phim Pokemon mà các bạn yêu thích nhất là gì? Hãy cho bọn mình biết câu trả lời ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.